Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Thương, cùng nhau giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với cái bài số 15 Going Out, trang 106. Và hôm nay chúng ta giải bài 3, 4, La Mã. Rồi, chúng ta cùng nhau coi bài số 3 này. Điền vào chỗ trống với các động từ tình thái. Động từ tình thái có nghĩa là động từ khiếm khuyết, động từ đặc biệt, modal verb đó. Bây giờ chúng ta có những cái từ như sau: can là có thể, can là cannot là không thể, must là phải, must là phải này, must dần là không được, không được phép làm, should là nên, should dần là không nên. Chúng ta biết hết rồi đúng không ạ? Chúng ta phải dịch nghĩa mới điền được nhé. Video game có thể gây nghiện này, ở đây chúng ta sẽ can này. Trẻ em không nên dành quá nhiều thời gian vào chơi video game, ở đây chúng ta nhớ chọn cái từ không nên, và không nên có nghĩa là suốt đần đây. Câu số 2, bạn gì quên, bạn không nên quên mà hoàn thành bài tập về nhà trước khi xem TV, ở đây là không nên, không nên, không nên quên, hay là không được quên, không được quên. Các bạn xài mất dần cũng được này, nhà mất dần cũng được. Câu số 3, cảnh sát nhận dạng tên trộm, những tên trộm bằng cách nghiên cứu video, nghiên cứu những cái video có thể, cái này chúng ta dịch có thể có khả năng xảy ra. Câu số 4, trẻ em tham gia hoạt động ngoài trời với bạn bè, ở đây là nên, nên chúng ta sẽ should. Câu số 5, tất cả trẻ em thầy sao chơi ngoài trời và phát triển kỹ năng xã hội của họ, nên đúng không? Nên, ok, nên. Rồi chúng ta qua câu số 6 này. Xem video game có thể gây nghiện, ở đây chúng ta sẽ can là có thể. Vì thế người chơi phải cẩn thận, phải chúng ta sẽ từ must. Câu số 7, tôi có thể đi tới trung tâm giải trí để chơi game, con có thể đi tới trung tâm giải trí để chơi game không mẹ? Ở đây chúng ta sẽ can, không, không được, no you can't. Con không nên dành nhiều thời gian vào video game, ở đây sẽ không nên, chúng ta sẽ shouldn't. Rồi câu số 8 nè, trẻ em sao dành ít thời gian, một phần thời gian dành của họ để chơi game game thôi, ở đây là nên, suốt nha, suốt là nên. Rồi xuống bài 4 La Mã, chúng ta cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, cho dạng đúng của từ trong ngoặc, đây là bài danh động tính trạng đúng không, danh động tính trạng. Và lưu ý đây là bài work from, thành lập từ nào, work from. Rồi để làm được bài này các bạn phải biết được chỗ đó chúng ta xài cái gì. Ví dụ như đây, bạn nên tập thể dục thường xuyên. Bây giờ do là động từ thường, cho nên ở đây chúng ta phải xài trạng từ. Người ta từ regular là tính từ, chúng ta thêm ly vào để thành trạng từ đó. Câu số 1 này, người ta cho từ invent là động từ phát minh. Bây giờ một vài nhà phát minh trò chơi chỉ ở độ tuổi 14-15 thôi. Ở đây chúng ta phải tìm cái từ nhà phát minh, đó là inventor, và số nhiều nhá. Thêm sờ vào. Câu số 2, trẻ em đang chơi một cách ồn ào tầng trên, ở đây chúng ta phải xài gì, tính từ hay là ở đây phải xài trạng từ, bởi vì chơi là động thường. Ở đây chúng ta phải biến nó thành noisy là tính từ, xong đó thêm ly vào noisily. Câu số 3, có rất nhiều trường học sử dụng video game như là một cái cách dạy học đó, teaching. Trẻ em không nên đi tới trung tâm giải trí, amusement, trung tâm giải trí, center, quá thường xuyên. Khi ở đó có một vụ cướp, robbery, thì cảnh sát có thể nghiên cứu video để nhận dạng tên trộm. Tên trộm là robber. Câu số 6, bạn phải gì cẩn thận khi bạn băng qua đường, cẩn, ở đây to be này, sau to be là tính từ, cho nên chúng ta xài careful chứ không phải carefully. Cà phê thì có tính chất gây nghiện, addictive, tính từ addictive. Cô ấy hy vọng rằng những đứa trẻ của cô ấy sẽ có được sự giáo dục tốt, ở đây chúng ta phải xài danh từ bởi vì nó đứng cuối câu, ở đây là tính từ này, sau đó sẽ là một danh từ, education. Rồi chúng ta sẽ làm bài số 5, 6 trong cái phần tiếp theo.